Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Tân Ô Long Quyện do nhà phát hành Soha Game phát hành nha các bạn. Thì đây là một cái tựa game chiến thuật kẻ tướng lấy đề tài Ô Long Quyện vô cùng hài hước và vui dọn với đồ họa 2D nha các bạn. Thì Tân Ô Long Quyện Soha Game sở hữu nhiều điểm cộng trong cả hình ảnh lẫn lối chơi, hứa hẹn sẽ lọc một món ăn tinh thần hấp dẫn không thể bỏ qua cho các bạn là game thủ đam mê thể loại FK. Tân Ô Long Quyện là một cái tựa game kẻ tướng FK hài hước sở hữu cùng lúc hai IP siêu bựa là Ô Long Quyện và Đầu Nắm, hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn game thủ những trận cười sảng khoái. Thì tựa game này sẽ do nhà phát hành Soha Game phát hành, một cái nhà phát hành khá là lớn và cũng từng phát hành khá là nhiều cái tựa game hot trước đây như Gun Gun Mobile. Thì xin chắc tham gia vào cái tựa game này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng là đồ họa 2D vừa dậy lại vừa cuốn hút. Đi kèm với đó là hàng loạt chiêu thức vô cùng độc đáo và độc lạ sẽ khiến cho bạn game thủ phải ngất ngư khi chứng kiến nó. Cùng với đó là lối chơi AFK hoàn toàn rảnh tay không tốn thời gian, dù bạn có đang là học sinh sinh viên hay là người đi làm vẫn có thể trải nghiệm game thoải mái không bị gò bó nha các bạn. Các bạn có thể trở về tuổi thơ với Ô Long Quyện siêu cười và siêu hài hước. Tân Ô Long Quyện Soha Game đưa các bạn game thủ quay về tuổi thơ, nhập vai 100% Ô Long Quyện hài hước và bá đạo nha các bạn. Thì bạn sẽ được hòa mình vào một cái bối cảnh và tất cả các map đều có thể được chuyển thể giống y nguyên nguyên tác nha các bạn. Ngoài các fan ra thì các fan còn được gặp vai thầy trò Ô Long Quyện, mỗi người là một tính cách, tạo ra cho mình một cái nét riêng độc đáo của riêng mình. Với AFK cảnh tay ngủ sai vẫn ra Kim Nguyên Bảo thì là một tựa game AFK chính hiệu, nên là cái các bạn game thủ không cần cày cuốc nhiều vẫn có đủ tài nguyên để cho mình bồi dưỡng và nâng cấp nhân vật, nâng cấp các tướng của mình. Thời lượng AFK trong Tân Ô Long Quyện Soha Game lên đến là 20 giờ nha các bạn, thì cho bạn game thủ thoải mái tận hưởng cuộc sống. Dù không online thường xuyên thì bạn vẫn sẽ nhận được đủ lợi ích như là xu nè, SP nhân vật, SP tướng, trang bị, mảnh tướng, nguyên liệu vân vân. Đặc biệt hơn, tựa game này các bạn có thể cà challenge VIP nhân dân tay không vẫn vào. Game chiến thuật cà challenge VIP tập lạ ít thấy trên thị trường. Bạn là nhân dân thì đừng lo, giờ VIP có thể lên ầm ầm tại cái tựa game Tân Ô Long Quyện Mobile. Các bạn game thủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể lên VIP từng ngày và nhận thưởng lên đến bất tận, không giới hạn luôn nha các bạn. Đặc biệt hơn là ở cái tựa game này, kỹ năng của các nhân vật vô cùng bá đạo và tạo dựng anh hùng vô cùng độc đáo và hài hước. Tân Ô Long Quyện Mobile mang đến kho anh hùng độc đáo và phong phú, không một tướng nào giống tướng nào luôn nha các bạn. Thì mọi tướng sở hữu một kỹ năng nhân vật bắt mắt, bá đạo và hài hước chưa từng thấy tại Việt Nam. Có thể thì đây là một cái tựa game đầu tiên luôn nha các bạn, khá là hài hước. Và tựa game do Soha Game phát hành thì các chiêu thức đi kèm hiệu ứng vô cùng lạ mắt, tạo ra những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt cho từng tướng. Đặc biệt, ngoại hình tướng có thể biến đổi khi các bạn chuyển sinh ngoại hình độc lạ sở hữu tướng VIP vô cùng dễ dàng bằng cách chiêu mộ quay gacha nha các bạn. Ở đây thì cũng như các tựa game thẻ tướng khác thì các bạn muốn có tướng bạn phải quay gacha, hoặc là các bạn phải sưu tầm những cái mảnh tướng bằng cách vượt ải mua trong cửa hàng hay là những cái hoạt động khác để có thể tích đủ mảnh tướng và ghép nó thành lại thành một tướng. Và đặc biệt hơn thì đây là một tựa game chiến thuật, nên là việc chiến thuật không giới hạn là điều tất nhiên ở cái tựa game này. Và ở tựa game này, tài trí của bạn là quyết định tất cả. Trận đấu có chiến thắng hay không là tất cả là do sự sắp xếp đội hình của các bạn và nâng cấp tướng cũng như là bồi dưỡng tướng của các bạn và sắp xếp đội hình thật là hợp lý nha các bạn. Thì Tân Ô Long Quyện Mobile sẽ cho bạn game thủ chứng minh bản lĩnh cùng trí tuệ của mình cũng như là tài trí của mình, tìm ra những cái đội hình mạnh nhất để hạ gục đối phương. Và trò chơi sẽ có đến 6 phe khắc chế độc đáo. Phe thứ nhất là phe thiên, phe thứ hai là phe địa, thứ ba là nhân, thứ tư là âm, thứ sáu là dương, thứ bảy là thần. Xin lỗi bạn, thứ sáu là thần nha bạn. Và tự tay sắp xếp đội hình, công thủ hợp lý, hay giỏi thì trò tài chung lòng chiến thắng nha các bạn. Thì có 6 cái phe khắc chế để mình đọc lại nãy ra, sau mình đọc sau ra 7 nha các bạn, là thiên, địa, nhân, âm, dương và thần. Thì bộ chiến lược vô hạn cho phép tất cả các bạn người chơi rèn luyện phản xạ cũng như là tư duy hợp lý. Các bạn có thể thỏa sức sáng tạo sắp xếp đội hình ở cái tựa game này với đội hình là không giới hạn nha các bạn.
Vậy với fan liên siêu quà liên tục căng thẳng leo hang từng giờ luôn nha các bạn. Thì tựa game này các bạn có thể chiến đấu BK liên siêu quà với tất cả các bạn bè ở trên tựa game này. Chỉ cần chơi tựa game này bất kể ở server nào đều có thể BK với nhau, solo hay là giao lưu kỹ năng với nhau các bạn, giao lưu trợ trí, giao lưu tại đội hình với nhau. Các server trong Ô Lân Quyện Soha Game liên tục nóng từng giây, cạnh tranh căng thẳng với tổ hợp 3 hoạt động đặc sắc. Hoạt động thứ nhất đó là đấu liên server, hoạt động thứ hai là 3 với 3 nha các bạn, liên server luôn. Và hoạt động thứ ba đó là thế giới chiến liên server, tất cả đều liên server hết nha các bạn. Với 3 hoạt động liên server, các bạn hãy luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần chiến đấu vô cùng ở lửa, cùng một cái đầu tỉnh táo để không bị hạ gục trước kẻ địch nha các bạn. Các bạn chỉ cần lơ là một chút là sẽ bị hạ lục ngay, tại vì có rất là nhiều các bạn người chơi khác. Với cái tựa game này thì như mình nói ở đầu game, thì cái tựa game này sẽ sở hữu cho mình là 2 IP nha các bạn, là Ô Lân Quyện và Đào Nấm. Và đặc biệt hơn, với game này sở hữu 2 IP và tất nhiên sẽ được nhân 2 ưu đãi nha các bạn. Thì đến với Tân Ô Lân Quyện so game, các bạn game thủ không chỉ được chơi game hay mà còn được tận thủ trọn vẹn các lợi ích sau. Thì nhà phát hành của tựa game này, tức là Soha Game, đã cam kết tặng đến 800 lần quay tướng ghi. Và thứ hai là cam kết cầu game nhận ngay tướng SSG, tức là một tướng khá là mạnh đó các bạn. Cam kết thứ ba là quay 10 lần chắc chắn nhận được tướng SSG. Cam kết thứ tư là cam kết đăng nhập hàng ngày nhận liên tiếp bất tướng SSG nha các bạn. Và cam kết cuối cùng là tặng quy VIP. Thì với những cái điểm cộng vô cùng to đùng ở trên, còn chần chờ gì nữa thì các bạn hay không tham gia vào thế giới của Tân Ô Lân Quyện Soha Game cực hay cực bựa nha các bạn. Hiện tại thì tựa game này đã có mặt trên nền tảng Android và iOS, các bạn chơi giả lập PC có thể tải bản APK về nha các bạn. Thì đây là một cái tựa trong cái cảnh chiến đấu của tựa game này. Như bạn thấy thì nó sẽ hoàn toàn tự động nha các bạn. Các bạn không cần phải làm gì cả mà nó sẽ tự động chiến đấu cho các bạn khá là rảnh rỗi. Và đặc biệt hơn là các nhân vật đều được đồ họa, xin lỗi bạn, các tướng đều được đồ họa một cách riêng biệt, không tướng nào giống tướng nào. Và sau đó thì mỗi kỹ năng nhân vật đều riêng biệt luôn nha các bạn, và không có bị trùng kỹ năng nên là các bạn sẽ thấy được rất là khác biệt. Ok, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho Tân Hữu mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập code chỗ nào cho biết. Bạn đã rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nha. Nhưng mà trước hết thì mình xin chào mừng hội viên mới là Nguyên Nguyễn Thị nha bạn. Thì cảm ơn bạn đã tham gia hội viên của kênh của mình. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và dồi dào hạnh phúc nha bạn. Các bạn cũng đừng quên tham gia hội viên mình để nhận những đặc quyền khi là hội viên của mình nha các bạn. Các bạn cứ nhấn vào tham gia ở cái chữ đăng ký. Ok, thì để nhập gift code thì các bạn cần vào một cái website nha các bạn. Xin lỗi các bạn, để vào một cái website, đó chính là website là nap.sohagame.vn/tân-ô-lân-quyện nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái web nap.sohagame.vn/tân-ô-lân-quyện. Sau đó bạn tiến hành đăng nhập. Bạn nào đăng nhập rồi thì các bạn tiến hành chọn nhân vật nha các bạn, chọn nhân vật để nhập code. Sau đó bạn nhấn vào phần gift code và tiến hành nhập gift code. Gift code thứ nhất như sau: Ô Long 2022. Ở cái này Ô Long 2022 là gift code thứ nhất nha các bạn, nghe như chào Ô Long Pilot vậy các bạn. Ô Long 2022 là code nhất, sau đó nhấn vào sử dụng để nhận quà. Hiện tại thì game mới ra nên là nó sẽ bị lag một chút nha các bạn thông cảm, đợi một chút. Ngày sau nó lại để có lỗi xảy ra thế này. Để mình tiến hành nhập lại nha bạn, các bạn nhấn vào sử dụng, nhập lại. Nếu không được nữa thì chúng ta cùng đến có thứ hai nha các bạn. Có thứ hai như sau, VIP 888. Đây là có thứ hai nha bạn, có là VIP 888. Nó để sử dụng thành công là đã nhập thành công rồi đó các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành vào trở về cái tựa game hồi nãy. Có hai các bạn, VIP 88 có nãy là Ô Long 22, Ô Long 2022. Có này sẽ đang thưởng được các phần quà như sau. Đây là xà bông chân phẩm số lượng 3, đá thánh vật số lượng 5 và 200 tướng hồn nha các bạn. Đây là tất cả các phần quà của cái code VIP 88.
Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với code kế tiếp. Các bạn cũng quay trở về cái web hồi nãy. Thì kiếp code kế tiếp như sau: đầu nắm 2022. Đầu nắm 2022. Đây là code kế tiếp nha bạn. Kiếp code là đầu nắm 2022. Đầu nắm 2022 là code kế tiếp. Thì nếu như tại vì game mới ra nên là nó để là có lỗi trong quá trình xảy ra, vui lòng sử dụng cái code. Thì đây code 3 nha. Các bạn cho đợi game ra một chút thì các bạn cứ nhập đầu nắm 2022 các bạn. Code kế tiếp: sư phụ bự 69. Đây là code kế tiếp nha bạn. Thì code là sư phụ bự 69. Thì sư phụ bự 69 là giúp code kế tiếp nha các bạn. Code này sao mà code này cũng bị vậy. Tiểu sư đệ 66 là giúp code kế tiếp nha các bạn. Tiểu sư đệ 66. Tiểu sư đệ 66. Đây các bạn, giúp code kế tiếp là tiểu sư đệ 66. Đây code kế tiếp nha các bạn. Tiểu sư đệ 66 là giúp code kế tiếp. Hiện tại thì game mới ra nên là nó để có lỗi trong quá trình sử dụng các bạn. Nên là các bạn thông cảm nha các bạn. Các bạn cứ coi và các bạn đợi game ra tầm khoảng vài tiếng và các bạn tiến hành nhập lại nha các bạn. Giúp code kế tiếp hỏa ca 8686. Hỏa ca 8686 là giúp code kế tiếp nha các bạn. Giúp code là hỏa ca 8686. Thì tổng cộng là sẽ có 6 giúp code. Khi nào có giúp code mới thì mình sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn. Các bạn, game thường thường nó mới ra nó hay bị lỗi lắm, các bạn thông cảm nha các bạn. Ok, giờ mình sẽ vào hư để nhận. Mình sẽ nhận toàn bộ. Thấy các bạn, như có này không, sầu lắm các bạn. Mấy con kia nó bị lag nên là nhập không có được. Ok, giờ mình sẽ mở code ở trên màn hình. Đây nha các bạn, tổng cộng là 6 code. Các bạn cứ coi các code trên màn hình và các bạn đợi game ra tầm 1-2 tiếng và các bạn tiến hành nhập lại giúp mình nha các bạn. Không phải là nhập không được các bạn, tại trên trang chủ của cái tựa game này nó cũng đã công bố code rồi. Mà cái này là tại server game nó mới ra nên là khi nhập code, nhiều người nhập code quá nó sẽ lag nên là nhập không được nha các bạn, chứ không phải là cái code bị sai. Như còn một cái code nữa là cái code mừng ra mắt các bạn, cái code thứ 7 á. Nhưng mà code đó thì chắc phải đợi lúc sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, chúc các bạn nhập code thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video và share cho bạn cùng video để cho bạn bè cùng biết và cùng nhập code nữa nha. Còn đừng quên đăng ký kênh và nhớ nhấn thông báo để nhận thông báo mới nhất về những video trên kênh của mình. Thì kênh của mình sẽ luôn luôn chia sẻ cái code mới nhất của cái tựa game Tân Ô Long Quyện Mobile và những cái code của tựa game khác nha bạn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem video. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.